Ông là ai? Em là Cương. Ông làm Hiện tại thì em đang làm đào tạo chuyên về xây dựng văn hóa đội nhóm và văn hóa doanh nghiệp. Hỏi những câu hỏi mà tôi biết rằng là một vài năm nữa là ông sẽ lớn kinh khủng đấy. Bao nhiêu người muốn nhận quyển sách này? 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 Ok, cho anh em một tràng tay là lớn ạ. Lớn là lớn đâu ạ? Rồi, cảm ơn anh. Quyển sách thuộc về anh. Điều gì xảy ra? Sao lại không công bằng ạ? Tại sao lại không công bằng? Có phải khi cứ hỏi bao nhiêu vị muốn nhận quyển sách này, rất nhiều anh chị muốn nhận, rất nhiều anh chị không thèm quan tâm, rất nhiều anh chị muốn nhận nhưng mà thấy mình ở xa quá, mình không muốn nhận, rất nhiều anh chị muốn nhận ở ngay đầu bàn thì thấy nó nhỏ quá, mình không thèm, hoặc nhiều người còn chưa biết đó là cái gì nên không thèm nhận luôn. Và hồi sáng chúng ta nói với chúng ta, cuộc sống đang có rất nhiều cơ hội đúng không ạ? Xung quanh chúng ta đang có rất nhiều cơ hội. Và phải biết hành động, phải biết nắm bắt thì chúng ta mới có được cơ hội đó. Anh hồi nãy nhận quyển sách của ở đâu đấy ạ? Ok, các anh ngồi trong đây ạ. Em muốn một người nào cuối mà chạy lên được thì nó hay hơn nữa. Nhưng anh ấy đang có cái gì ạ? Cái yếu tố thuận tiện cho chúng ta, thuận tiện hơn những người đang ngồi cuối hội trường. Và có một quyển sách Cương rất thích mà nó thay đổi cuộc đời của Cương mà quý vị có thể đọc. Đó là Bí mật của sự may mắn. Nó nói rằng trong cuộc sống của chúng ta, may mắn đang có xung quanh chúng ta hết. Quan trọng là ai đang có đầy đủ các yếu tố để may mắn nó sinh sôi nảy nở và nó đến với cuộc đời chúng ta. Ai cũng đang có những cơ hội như nhau, nhưng quan trọng là ai nắm bắt được cơ hội đó và biến nó thành hành động để tạo ra kết quả như chúng ta mong muốn. Bao nhiêu vị đồng ý điều này? Bao nhiêu quý vị biết rằng những người xung quanh chúng ta đang ngồi bên trái bên phải chúng ta là một cơ hội tuyệt vời dành cho chúng ta? Và bao nhiêu quý vị biết rằng họ chính là những đối tác, những khách hàng, những người đồng đội trong tương lai của chúng ta? Và sáng giờ chúng ta đã làm quen với họ được chưa? Có người đã làm quen và có người chưa làm quen. Có người đã mở lòng để nói chuyện, xin số điện thoại, xin Facebook, nhưng có người chưa. Đúng không ạ? Vì vậy là chúng ta chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ những yếu tố để may mắn và cơ hội đến với chúng ta. Đúng không ạ? Ok? Đúng không ạ? Bây giờ xin mời quý vị chúng ta đứng dậy một chút ạ. Đây. Quý vị hãy không cần di chuyển đâu. Làm sao đó đứng tại chỗ của mình mà bắt tay được với nhiều người nhất có thể, nói họ cảm ơn bạn đã đến với cuộc đời của tôi. Chuẩn bị bắt đầu. Rồi. Bắt tay được với nhiều người nhất, không di chuyển khỏi chỗ nha. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Ok. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị ngồi xuống nha. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hết giờ. Bao nhiêu vị hồi nãy được chị Lam cho chúng ta làm cái trải nghiệm và tương tác với nhau. Và giờ chúng ta bắt tay nhau, chúng ta cảm giác là họ rất là dễ thương và đáng yêu và gần gũi hơn rất nhiều những gì chúng ta nghĩ từ cái giây phút ban đầu lúc chúng ta vừa đặt mông xuống cái ghế và nhìn qua họ. Khi chúng ta mở lòng nhiều hơn, chúng ta thoải mái nhiều hơn, chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều cơ hội tuyệt vời. Cho câu hỏi quý vị một vài câu hỏi nha. Bao nhiêu vị ngày hôm nay tới đây là chúng ta đang mong muốn thay đổi một cái cuộc sống hiện tại, một cái điều gì đó cuộc sống hiện tại của chúng ta? Bao nhiêu vị đang mong muốn tìm kiếm cho mình một cái cơ hội để chúng ta thay đổi cái cuộc sống của chúng ta, thay đổi công việc kinh doanh của ta và doanh nghiệp của ta? Bao nhiêu vị mong muốn tìm kiếm cho mình một người thầy, một người cố vấn để cho chúng ta những lời khuyên và giúp cho doanh nghiệp chúng ta phát triển hơn? Bao nhiêu vị mong muốn tìm kiếm cho mình những người đồng đội và ở đó chúng ta cùng mindset với họ, cùng tư duy với họ, cùng khát khao với họ và cùng nhau thực hiện ước mơ? Và sẽ một câu hỏi nữa, nếu như chúng ta tiếp tục với cuộc sống vòng quay ngoài xã hội ngoài kia, cuộc sống mưu sinh, cuộc sống kiếm tiền thì chúng ta có dễ để trả lời được bốn câu hỏi đó không ạ? Chúng ta rất muốn thay đổi bản thân mình nhưng không có đủ thời gian để chúng ta làm điều đấy. Chúng ta rất muốn tìm kiếm cho mình những người đồng đội nhưng không biết tìm ở đâu. Chúng ta rất muốn tìm kiếm cho mình những người thầy và đôi khi chúng ta biết họ có đã là người thầy của ta rồi nhưng không biết cách nào để có thể tiếp xúc với họ, để có thể gần với họ và có thể xin lời khuyên của họ, đúng không ạ? Và cái cách nào để chúng ta có thể làm được điều đấy? Đó là
cái lý do ngày hôm nay quý vị đến đây. Những buổi hội thảo như này là những chương trình rất tuyệt vời để chúng ta có thể có được điều đó. Quý vị, bao nhiêu quý vị hiểu điều này ạ? Vì sao ạ? Vì ở cái Sài Gòn này bao nhiêu triệu dân ạ? Trong 10 triệu dân đi, ngày hôm nay chúng ta có gần 1.000 người. Chúng ta đã lọc qua bao nhiêu lớp để tìm được những con người họ cùng tư duy với chúng ta, cùng những mindset với chúng ta, họ cùng những khát khao, và họ cũng đang đi tìm những câu hỏi giống chúng ta, đúng không ạ? Và họ có phải là dễ dàng nếu chúng ta kết nối với họ, chúng ta nói chuyện với họ và chúng ta action, chúng ta bắt tay và chia sẻ những cơ hội để cùng nhau thực hiện ước mơ, nó phải dễ dàng hơn không ạ? Họ có phải là những người cũng rất là khát khao, đang thèm khát kiến thức, thèm khát những cơ hội giống chúng ta không? Và chỉ cần kết nối với nhau, chỉ cần hành động thôi, nó đã tạo ra những kết quả rồi, đúng không ạ? Nhưng nó đủ chưa nếu như ở đây 1.000 người và chúng ta là những chương trình miễn phí như thế này? Bao nhiêu quý vị cảm thấy sáng giờ, tuy là chương trình miễn phí nhưng chúng ta đã nhận được những giá trị rất là tuyệt vời ạ? Và bao nhiêu quý vị nhận thấy rằng chúng ta cần phải nhận thêm những kiến thức tuyệt vời hơn nữa? Điều đó chắc chắn rằng những chuyên gia của ta, những người thầy của ta, những cô bác của ta, họ không đủ thời gian để có thể chia sẻ hết với tất cả mọi người ở đây được. Họ cũng chỉ có một thời lượng nhất định 24 giờ mỗi ngày, và họ cũng vẫn có công việc, vẫn có gia đình của họ. Và nếu chúng ta đến gần với họ hơn bằng những cái chương trình của họ, chúng ta cho phép chúng ta bước vào cuộc đời của họ và để chọn họ làm người cố vấn và tư vấn chúng ta, chắc chắn nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, đúng không ạ? Bao nhiêu quý vị đồng ý điều đấy? Và ngày xưa Cương cũng giống quý vị, khi Cương đi tham dự rất nhiều chương trình hội thảo, Cương ngồi 2 ngày và 3 ngày tại các chương trình miễn phí. Và khi mình đã chọn cho mình thấy anh ấy là một người rất tuyệt vời và anh ấy có thể hỗ trợ cho mình. Nhưng đến khi anh ấy bắt đầu nói anh có một cái khóa học chuyên sâu, và cái khóa học chuyên sâu này phải đánh đổi một khoản tiền, và khi đó Cương đóng mình lại, co người lại, đấm chặt hai cái túi của mình, không để tiền bay. Và mình rất ghét bán hàng, mình rất sợ người ta bán hàng trên sân khấu này. Và mình nghĩ là người ta bán hàng là người ta lấy tiền của mình. Cho đến khi đúng một năm, gần một năm, cũng tại cái hội trường này, Cương cũng đang làm MC một chương trình tương tự như này. Nó chỉ không có chữ sắp xếp thôi, ok, tương tự như vậy. Và Cương thấy được một người thầy, và người đó Cương đã gặp cách đó 5 năm rồi. Và 5 năm trước đó mình đã thấy người đấy, nhưng mình vẫn đóng mình vẫn bảo thủ, mình rất sợ, và mình rất sợ mất tiền. Cho đến khi cái ngày hôm đó, khi kết thúc ngày đầu tiên của chương trình, Cương về, Cương tìm hiểu thông tin, Cương tìm Facebook, Cương kết bạn, Cương inbox, và Cương nói: em chào thầy, em rất muốn học cái chương trình của thầy. Chương trình này là chương trình em nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời của em. Em đã từng biết thầy cách đây 5 năm, nhưng em không quyết định tham gia vào cuộc đời của thầy. Vì vậy, em đã thành lập một công ty và sau đó em phá sản. Em đã có một đội nhóm rất nhiều người, nhưng sau đó bây giờ chỉ còn một mình em. Và em biết rằng sức mạnh của Internet Marketing nó quan trọng như nào, nhưng em không làm, bởi vì em không tin em có thể làm được, và em đã không lựa chọn thầy. Nhưng ngày hôm nay em đủ độ chín, em đủ độ trưởng thành để em hiểu rằng Internet Marketing rất quan trọng với cuộc đời của em, và nó sẽ thay đổi cuộc đời của em. Em rất muốn trở thành học trò của thầy. Và cái đó là cái khóa học đầu tiên chuyên sâu giá trị rất lớn mà Cương học, 19.800.000, không, 22.800.000, học trong vòng 5 ngày. Nó gần hơn 1 năm Cương học ở các trường đại học và cao đẳng. Bao nhiêu mình thấy số tiền này lớn à? Nhưng sau đó thì mình nhận được gì ạ? Mình nhận được rất nhiều kiến thức, mình nhận được rất nhiều các mối quan hệ. Và từ tháng 3 2015, 2018 tới giờ, Cương đầu tư khoảng hơn 7.000 đô là khoảng 150 triệu ấy, đi học các cái chương trình 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày và bay ra tới Hà Nội học. Đây là chi phí cho các học phí, chưa tính tới chi phí đi lại, ăn ở khi Cương tham dự các chương trình đấy, chưa tính tới cái chi phí mà khi mình tham dự khóa học đó, mình phải hủy các cái show như thế này. Nhưng nó mang lại điều gì? Cương bắt đầu tính tới một cái bài toán, đó là con số 7.000 cho 3 tháng và con số 7.000 cho 3 năm. Khi Cương học cao đẳng, trường Cương là trường công, Cương học cao đẳng thôi, và 3 năm học giỏi lắm chi phí nó khoảng 7.000, và bây giờ mình 3 tháng mình cũng chỉ trả 7.000, và phải bắt đầu suy nghĩ 7.000 cho 3 năm. Họ chỉ dạy mình được những cái kiến thức đa phần nó nằm trên lý thuyết, và họ không có dạy mình làm giàu, làm chủ, mà chỉ dạy cho mình cách để đi làm thuê thật tốt cho một công ty, để kiếm một mức lương thật tốt và không bị sa thải khỏi công ty đó. Nhưng sau 3 tháng cũng bỏ 7.000 đấy, mình học các cái chương trình chuyên sâu, các cái chuyên gia nước ngoài,
và các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam thì họ nhà dân cư phải làm chủ được chính bản thân mình trước khi muốn làm chủ người khác, phải sở hữu một cái điều đó cho chính cuộc đời của mình, không phải mãi cứ làm thuê được. Hãy thay đổi bản thân mình, hãy thực sự bước ra bên ngoài kia và hãy hành động mạnh mẽ lên, cho dù bạn chưa sẵn sàng, cho dù bạn chưa có một cái điều gì trong bản thân bạn cả, nhưng khi bạn quyết định bạn hành động, bạn sẽ có được rất nhiều thứ mà nhiều người họ đang chờ đợi, họ đang tìm kiếm và họ không dám nắm bắt. Đúng không ạ? Và cứ lại tính thêm một cái bài toán, 7.000 đô cho 3 năm tại cao đẳng, cứ chinh phục được những mức thu nhập 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu một tháng hết. Và khi cứ học xong 3 tháng này, mức thu nhập hiện tại của cứ là 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 20 triệu, nhưng không phải một tháng mà là một ngày. Điều đó tuyệt vời không ạ? Có xứng đáng là chúng ta đầu tư luôn. Nếu bạn cho chính bản thân chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nhờ. Nếu quý vị chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy, và không đơn giản, không hiển nhiên và không tự nhiên, các cái chương trình hội thảo họ tổ chức ra để mang lại điều gì chúng ta, họ muốn mang lại điều gì chúng ta, ít nhất ở đó chúng ta gặp được rất nhiều chuyên gia khác nhau và chúng ta có quyền lựa chọn ai sẽ là người bước vào cuộc đời của chúng ta, ai sẽ là người đồng hành cùng chúng ta, và chúng ta phải bỏ một khoản tiền nhất định để có thể được họ tư vấn và giúp đỡ. Bởi vì khi Cương quyết định cái điều mà Cương đăng ký khóa học của chuyên gia internet marketing hàng đầu Việt Nam đấy và thay đổi cuộc đời Cương tới bây giờ, thì có một cái câu mà theo Cương đến bây giờ luôn, câu nói của tỷ phú Warren Buffett: tiền là thứ bạn phải trả và giá trị là thứ bạn sẽ nhận được. Nếu bạn muốn đạt được giá trị lớn hơn, hãy trả tiền nhiều hơn. Nếu bạn cảm thấy bạn đi học những khóa học mà nó chưa đủ tác động thay đổi cuộc đời của bạn, nghĩa là bạn đang có nhiều tiền hơn số tiền bạn trả ra và nó chưa tác động đến bạn, nó chưa đáp đến bạn, nó chưa thôi thúc bạn rằng bạn phải hành động để có kiếm lại nhanh nhất số tiền bạn đã đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta vẫn đang có rất nhiều tiền để chúng ta có thể sẵn sàng bỏ ra 20 triệu nhưng sau đó chúng ta trả làm gì cả. Nhưng bây giờ cứ vay 20 triệu và vay nóng trong vòng một tháng thì học xong về phải làm để trả nợ chứ không có chí thì sao, đúng không ạ? Nó chưa đủ động lực để chúng ta làm. Ngày hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều kiến thức tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng sẽ không trân trọng nó nếu như chúng ta không gặp phải vấn đề đó. Chúng ta cũng không dùng nó bởi vì chúng ta thấy nó đâu mất mát gì đâu, mình có thể áp dụng sau, mình có thể gác nó qua một bên và mình dùng sau. Nhưng khi chúng ta trả một khoản tiền, chúng ta trân trọng từng kiến thức chúng ta nhận được. Và mọi người sẽ thấy ở trên này có rất nhiều anh chị, một vài anh chị VIP, một vài anh chị Level Gold, họ trả tiền và cách họ học cũng sẽ khác những anh chị mà không trả tiền. Vì sao? Họ trả tiền nên họ sẽ đến sớm hơn, họ ghi chép bài. Ở trên này tôi thấy có rất nhiều anh chị, họ có thể đang là chủ doanh nghiệp, họ đang ghi chép bài. Và chúng ta tới, chúng ta đơn giản cũng chỉ nghe thôi. Và đôi khi có mất, cứ biết sẽ có rất nhiều người, với ngày xưa cứ cũng vậy, tới để nghe xem người ta nói cái gì. Và vui hơn bởi vì hôm nay ngày cuối tuần chúng ta không biết làm gì cả. Và quay lại công việc, doanh nghiệp và cuộc sống ta, hình như nhân viên chúng ta nó cũng đang tương tự như vậy, bởi vì chúng ta đang như vậy. Đó là lý do vì sao các chương trình phát triển bản thân họ phát triển trong thời gian gần đây. Họ muốn thay đổi doanh nghiệp, phải thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp. Và muốn thay đổi chất lượng cuộc sống của gia đình, phải thay đổi từng cá nhân trong gia đình đấy. Và tạo ra những cái sự chuyển đổi lượng tử để tạo ra sự những bước đột phá. Đúng không ạ? Có ai bị đồng ý điều đó ạ? Nếu muốn thay đổi người khác, đầu tiên phải thay đổi à? Nếu muốn tiếp cận gần hơn với những chuyên gia, chúng ta phải làm sao ạ? Hãy bỏ tiền để được đi học với họ, hãy bỏ tiền để được đi ăn trưa với họ, hãy bỏ tiền để chúng ta được cộng tác với họ. Đó là cái cách nhanh nhất, gần nhất để chúng ta có thể làm được điều đấy. Chúng ta vẫn nghe rất nhiều việc muốn thành công, hãy học từ những người thành công nhất. Muốn có kết quả phải hành động. Nhưng cái câu chuyện hồi nãy, cái quyển sách mà Cương tặng cho anh gần đây, chúng ta vẫn đang giống như câu chuyện trong cuộc sống chúng ta, vẫn đang rất nhiều người vẫn chưa thực sự hỏi chính bản thân mình, chúng ta thực sự khát khao điều gì và chúng ta sẵn sàng đánh đổi điều gì để có một cái điều tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Chúng ta vẫn đang thích ở trong cái vùng gì đó thoải mái và an toàn của mình. Chúng ta rất sợ hãi khi chúng ta bước ra ngoài và chúng ta không sẵn sàng. Nhưng khi chúng ta bước ra ngoài, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều điều tuyệt vời.